lên chỗ ông Báo để tí gọi trưởng thôn ra thì gặp trưởng thôn ở đường đây. Đang vừa đi cắt cỏ trâu về. Thế tí vợ trở về à? Vâng, tí cho vợ trở về. À, thế tí đi cùng anh luôn. Vâng. Tí đi xe máy này cùng nhau. Xong tí anh đưa về nhà cũng được. Sáng nay ông đi không? Đi làm không? Sáng nay em làm ở nhà mà. À. Ở nhà. Ở nhà hôm nay không đi họp gì à? Không, hôm nay không đi. Này. Ông Việt. Hôm nay tự dưng trời thấy lạnh thế nhỉ? Trời bây giờ đang mưa phùn đây. Em chào anh. Buộc được chưa? Cả đẩy đằng sau cho vợ chứ. Hôm nay họ đi qua đây đông đấy nhỉ? Trên này là giáo viên hay sao mà đi qua đây đông nhỉ? Chia, chia. Đây, đây, đây. Cẩn thận lại đẩy bông một cái lại đi xuống. Đi xuống lề đường đi. Cỏ này nó nhẹ thôi mà nhỉ. Nó hơi nghiêng về bên này hay sao ấy. Một tí đi sợ nó đổ ấy. Đi. Anh em mình đi. Vừa với trưởng thôn lên đến đây thì gặp ông Lan ăn cơm. Sao ông ạ? Sao ông ăn cơm sớm đấy nhỉ? Không, ngày giờ này không khỏe không ngày em cũng... bắt tay không? À đây đây, ông ăn ăn cá hôm trước mình mua lên này. Đấy. Ông lấy cả một con như này ông dán đấy. Ông khác tự dán ông ăn được dán đấy, bảo bát đúa ông úp ở đấy hết rồi. Thực ra ông có ít bát thôi, ông có tầm khoảng độ hôm trước mình mua vào thì khoảng độ hơn chục cái. Hỏi ông là ngon không? Hỏi xem là ông ăn cá ngon không? Ngon gì vừa cá? Chưa hả? Cá gì mà? Ngon, ngon. Mở cửa đằng sau này ra tí. À, trưởng thôn ra lấy cái chiếu ở đây cho ông để giải chiếu này cho ông này. Đấy. Đấy, lúc đấy mình lên thì mua này, mua sứa này, cá hộp này, trứng nhá. Với cả một thùng mì và một cái chiếu cho ông. Thì đây là số tiền của anh Giang, hôm qua anh có chuyển cho mình là 500.000. Thì lúc đấy mua có hết là 300 thôi. Nên là bây giờ còn thừa lại 200 này thì sẽ đưa cho ông. Đấy. Trưởng thôn nói với ông bảo là tiền cho ông tiêu. Đấy. Bảo với ông thế thôi, không cần nói nhiều đâu. Đã muốn là ốc của xin rồi cho con nữa. Ôi, cho ông đâu ơi, đâu mà. Bảo ông đừng cho ai nhá. Chỉ sống có đừng tiêu cả hả? Bảo ông chiếu gì thì đi mua. Bảo đấy. Con chỉ mua ai chỉ tên mà con là cho nó mùi vua cả. Ai chỉ có nhiều chỉ vua. Cái không biết nhỏ. Cười. Hôm nay thì mình lên đây thì cũng có một chuyện bảo là muốn bàn với trưởng thôn. Thì là sẽ giúp ông làm nhà tắm với nhà vệ sinh ở đằng sau nhá. Đấy, đấy ông lại đang bắt tay. Đấy, làm nhà tắm với nhà vệ sinh ở đằng sau này. Và nếu mà có thừa tiền thì mình sẽ mua tét nước cho ông. Đấy, tét nước với cả đường ống nước để dẫn sang đây cho ông sinh hoạt ở đây. Đấy, thì tất cả này sẽ dọn ra nhá. Sẽ làm nhà, một bên là nhà vệ sinh, một bên là nhà tắm. Và đi vào bằng cửa này luôn này, cửa đằng sau này. Đấy. Và sẽ dẫn nước ở bên trường mầm non bên kia. Thì
Thì hôm qua thì mình cũng nói chuyện với cả cô giáo viên ở phụ trách ở bên này với cả trưởng thôn rồi. Thì sẽ trích cái nguồn nước ở bên trường mầm non đi sang đây cho ông một phần. Đấy, thì cô cũng đã đồng ý với trưởng thôn. Thì dự định sẽ làm ở đây. Xong là mua cho ông một cái téc nước làm nhà tắm với nhà vệ sinh bên này. Trưởng thôn ơi, ra đây anh hỏi tí. Thế ở cái đất này thì có làm nhà tắm với nhà vệ sinh cho ông được ở đây không? Ừ, chỗ này làm được anh ạ. Làm được thôi chứ, không phải ảnh hưởng đất của ai đâu chứ. Không, cái đây là đất của hội trường mình, là bây giờ là mình đã kiến này mình làm được mà. À rồi rồi. Thế là anh nói này nhá. Có các anh các chị ấy thì các anh các chị có giúp ông cụ là muốn xây cho ông cụ một cái nhà vệ sinh với cả một cái nhà tắm. Đấy. Thì là có để anh xem lại. Có chị Hạnh ấy ở Hàn Quốc ấy là chị gửi cho 5 triệu này. Vâng. Chị Phan Dương ở Sài Gòn là gửi 2 triệu này. Vâng. Và chị Thanh ở Hải Phòng là gửi 1 triệu. Đấy là để giúp ông cụ làm nhà tắm nhà vệ sinh nhá. Vâng. Ừ, đấy. Là dự tính là làm ở đây được đúng không? Vâng, làm ở đây. Ừ. Theo em thì nếu mà làm cho ông thì làm khoảng rộng khoảng bao nhiêu? Trong một mình ông thì làm bé thôi nhỉ? Ừ, thì ông thì cũng làm bé thôi, làm tầm khoảng 1m7, 1m8 gì đấy. 1m7, 1m8. Ừ, 1m7, 1m8. Nhưng mà làm cả bên nhà tắm thì nó rộng hơn. Vâng. Còn bên vệ sinh thì bé thôi. Vệ sinh thì bé hơn. Còn nếu mà tiền thừa thì mình có thể mua cái đường đường dây đấy, đường ống nước ấy, với cả téc nước về cho ông. Vâng. Để không chảy cho ông già rồi, ông có tuổi rồi, suốt ngày ông đi xách nước lọng còng để sinh hoạt thì nó hơi là nói chung là vất vả. Vâng. Đấy là mình có nghĩa là tạo điều kiện giúp ông thôi. Thì hôm qua anh điện cho em thì em bảo là em xây được đúng không? Vâng, mình xây được. Bình thường thì em vẫn đi nhận xây à? Vâng, mình thường vẫn đi nhận xây mà. À, thế là tốt rồi. Đấy. Qua đây thì mọi người xem cũng đã biết rồi. Trưởng thôn là công việc của trưởng thôn là cũng bình thường hàng ngày là vẫn đi nhận công trình xây nhá. Nên là trưởng thôn có thể lo được công việc này. Nên là không phải đi tìm thợ hay là không để đi tìm ai biết xây nữa, mà chính tay trưởng thôn làm luôn. Ôi, khói quá. Còn khu thực ra cái nhà ở của ông này là nhà bếp của nhà văn hóa thôn nhá. Đấy. Bởi vì có sự kiện gì đấy thì thôn sẽ ra nấu nướng ở đây. Còn bây giờ thì cho ông ở đây. Trước là nhà ông ở trên đồi nhỉ? Vâng, trước là ở trên đồi. Trước nhà ông ở trên đồi kia, xong là về sau ông lại chuyển xuống đây là nào? Trên đấy nhà sập hết à? Nhà thì trên đấy thì dân đi làm được một cái nhà chỉnh tường bé bé cũng bằng cái ngăn phòng này cho ông, nhưng mà kiểu trên đấy toàn núi đá với lại nước sinh hoạt thì lại không có. À. Với lại ông già rồi, mấy một mình ông ở tít trên núi thôi, thì về sau thì ông lại không ở trên kia nữa, ông lại bắt đầu mò xuống dưới này thì ông lại không lên nữa, thì lại thôi mới sai cho ông 1.000 ở trường này để cho ông trong ở trường. Thế nhà đấy là sập rồi không? Bây giờ nhà trên nhà kia là sập hết rồi. Nhà kia sập hết rồi. Đấy. Thì lần trước ông ở trên đồi thôi, bây giờ ông cũng có tuổi rồi, sợ ông ốm đau bệnh tật. Ông ở trên đấy lại một mình nên là cũng lo, nên là ông đi xuống đây thì trưởng thôn với cả thôn cũng tạo điều kiện cho ông ở cái nhà bếp của nhà văn hóa đây. Đấy, hội trường nhà văn hóa là ở ngay bên cạnh luôn. Bây giờ thì thế trưởng thôn định tính xem nào. À, lấy thước đo à? Anh cần cho anh. Rồi. Đây, nó được được 1 mét, 2 mét tròn. 2 mét tròn à? 2 mét tròn, nhưng mà 1 mét 7 thì nó... Mình sẽ làm nhà tắm ở bên này, nhà vệ sinh bên kia. Không, nhà tắm ở đây, nhà vệ sinh ở dưới này. Thế cũng được. Làm sao ông đi tắm rửa với đây, ông rửa ra các thứ. Ông ra một phát ông làm này cho nó vệ sinh hơn. Đúng rồi. Xong mình sẽ ngăn riêng nha, ngăn riêng nha để cho nó đỡ mất vệ sinh ấy. Vì nhà tắm của ông là tận dụng luôn cả cho ông rửa bát này, tắm giặt này. Đấy, rửa rau, rửa cỏ là ông ở đây luôn.
À, sau này sẽ đặt một tách nước ở đằng sau này và dẫn nước từ bên trường mầm non kia sang. Ông vui khoái thế nhỉ? Ông là đùm nước uống. Cay mắt. Đùm nước uống. Ông chắc định pha chè mời mình hay sao ấy? Đúng rồi. Nó nhà tắm, cái nhà tắm của ông nó có phải rơi vào 1m2 trừ cả. Ừ. 1m2 trừ cả đường, trừ cả bia. Trừ bì đúng không? 1m2 trừ bì. Rồi. Thế rơi vào tầm mét 8. 1m8. Còn chiều sâu thì sao? Đây là chiều rộng thôi nha đúng không? Mình đã tính làm ngang phải không? Mình tính ở đây, mình tính làm ngang mà. Còn chiều của nó thì thôi. Thì nó sẽ quay đầu ra bên này à? Không, cái này tính thì mình sẽ quay cả đây chứ anh. Hả? Mình xoay mình quanh cả đây chứ. Quay mặt về đâu? Không. Mà tức là sẽ quay mặt ra quay ra ngoài đường này. Quay ra bên này. Ờ. Còn tức là bây giờ đây mình lấy cái khoảng cái đường của mà cho ông đi lại. Ờ. Sang đến đây ông bắt đầu ông đây quay ra đây là nhà vệ sinh, ông bắt đầu đến đây. Ở đây là nhà vệ sinh với nhà tắm của ông. Thì đây là mình sẽ xây bức tường đây nữa. Mặt là bên này. Xây một bức tường ở đây nè. Mình xây bức tường đây để làm để đúng rồi để chắn thì mình không phải làm cửa nữa. Mình không phải làm cửa nữa. Thế bể phốt định đào ở đâu cho? Bể phốt đào ở bên ngoài này. À đào bên cạnh này luôn à? Bên cạnh ngoài này. Tí cho xa ngoài xem nào. Đấy thế thống nhất như thế nhá. Vâng. Em làm được gì chắc chắn không? Chắc chắn rồi. Rồi ok. Em sẽ làm cho ông. Được. Và cái này còn phải đi tìm thợ nữa thì mất nhiều công. Đúng rồi. Em còn bảo em đi xây đường nhà cơ mà đúng không? Em từ trước vẫn đi nhận mấy cái nhà xây cả cái này này. À cái gian bếp này. Cái gian bếp này của em xây à? Đấy thế là trưởng thôn là có thêm năng khiếu về vấn đề xây nên là không phải lo rồi. Thế quá tốt rồi. Đấy. Mọi lần lên là thấy ông toàn ăn rau, hôm nay là có cá ăn rồi đây. Đấy thịt nữa, hôm trước mình mua cho này. Ông đảo cùng lên. No. Ông hiện bây giờ đang là tầm khoảng 3 giờ ông đã ăn cơm tối rồi. Sáng thì ông ăn muộn, thế trưởng thôn bảo là tầm 9 10 giờ ông mới ăn. No. No đi. Đấy, cá khô vẫn để đây nha. Hôm trước treo lên cho ông. Cá này ngon mà. Kiểu nó bây giờ mình phơi phơi lửa ấy. Cá này nó cũng không có xương nhiều. Đấy không có. Không có xương, chỉ có mỗi xương sống thôi nên là ông ăn được. Mình phơi khô nó thơm thơm. Với lại ông biết mà nhỉ. Ông bảo sáng nay đi đưa con đi học bảo ông bảo là ngon không? Úi, cá này không như cá kia mà thịt nhiều lắm. Cá này toàn thịt mà, với lại cá này nó không cứng đâu, cá này mềm. Thế là thống nhất như thế nhá. Vâng. Tí đi ra xem bên ngoài xem là đào bể các kiểu gì đấy. Đấy, đây là số tiền cũng cảm ơn các cô, các bác, các anh, các chị đã quan tâm đến ông Báo. Đấy, tạo điều kiện hết sức giúp đỡ ông. Đâu em bảo là bể phốt đào đâu? Bể phốt thì để em đào ra ngoài. Đào ra ngoài. Thế cũng được đấy. 1m2 gì đó thì cũng dài tầm khoảng rồi 1m rưỡi rồi. Em cứ làm cho nó đảm bảo vào nhá. 1m rưỡi rồi xong là cái ống cũng thông xuống dưới này. Thông dưới này là không có nhà không ảnh hưởng gì đâu phải không? Mình vẫn có cái bể phốt to ở dưới này mà. À. Thông thì mình sẽ kéo cám vào cái bể phốt ở dưới. Rồi. Em cứ làm nào cho đảm bảo nó vệ sinh đừng ra ấy bẩn là được. Còn sau này thì đặt tét nước của ông để bên này đúng không? Để đằng sau này. Xong đường dẫn nước thì sẽ đi vòng đường này nhá. Vòng ra đây, vòng ra chỗ bên khu trường mầm non này. Thì mình không phải đi qua đây, mình không phải đào nữa. Đấy, thế thì quá tiện rồi nhờ. Cho ông nó đàng hoàng một tí. Không, ông già rồi. Ông cứ suốt ngày ông đi xách nước lom com xong là không có chỗ vệ sinh. Cũng khổ ông nhờ. Trời vẫn đang mưa. Chuyển mưa ôm quá. Lúc đi xe còn ướt hết cả người đây. Tấm này sắp rụng rồi. Tấm này may kia. Tháo hết ra. Tháo
tháo cả mái cả cột ra xong em đào móng. Ừ. Nhá, thế thống nhất thế nhá. Ở đấy. Quyền. Không lấy cái này vào cho ông. Trứng với cả dầu ăn. Cá hộp sứa này. Đấy, đây là số tiền của anh Giang nhá. Và lúc đấy mình có mua một cái chiếu nữa. Và số tiền thừa thì mình đã đưa cho ông rồi. Giao lời bác muốn nó chỉnh cho nó. Thừa 200 nghìn mình đã đưa lại cho ông. Mua có á? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Đó là nó chơi cho anh dề. Bảo là cá mục. Ừ, muốn nó chửi á. Cái này để giữ gầm giường được, không sao. Chơi thì chứ, tới giờ rồi à. Lấy giờ? Giờ mà nó non. Không phải mua thì chơi đi nè. Giờ nào mà? Mấy giờ rồi nè. À, gà cây nè. Chỉ giờ chứ được suốt. Giờ nạ. Ông bảo gì ấy? Cháu đi rồi. Ông đã từng ăn rồi. Ông biết không? Ông biết bác không? Hỏi ông xem nào. Có một bác khê. À, khê để... Chờ đến nào. Cái này bảo lấy nước vào xong là... Là... Chú cái đó là... Đun lên là được, đổ ra đun. Có đun à, được. Cho cái khó đây cho hấu nó thì có chẳng mất hấu hấu của người cũ thì có chẳng mất khê nó non nào mà. Ừ, dạ. Còn cái này là dầu ăn bảo ông nhé. Bảo bảo cái bốc xuống ông một hộp. Ờ. Mà nhìn ông chơi đi. Hả? À. Đấy, bóc sữa cho ông uống luôn. Chỉ muốn đừng tưởng. Chỉ buồn. Tôi không thấy ông mua sữa uống bao giờ nhỉ? Ông có đấy. À, à, à. Sáng nay vừa hết, sáng nay vừa hết xong. Sáng nay em ra ông cậu uống, ông cậu cậu uống mà. Ông tự đi mua à? Em tự đi mua. Đấy. Ủa, thế hả? Ông vừa ăn cơm no hay sao ấy? Vừa ăn cơm no. Ông bảo lạnh quá. Lạnh quá. Ông bảo lạnh sao? Đâu làm gì lạnh? Không cho vào tủ đâu. Không lạnh đâu mà. Chứ nào giờ cho nó. Dầu ăn. Chứ nào giờ cho nó chỉ giờ cho nó đi đó. Chứ nào giờ cho nó con lắm à. Kí ngay kí nhả ha thế nào. Kí sao thế nào. Ừ. Khai cho nó mù. Không biết đây đúng không? Không biết, không biết. Chai dầu ăn thì ông còn có để đây mình ăn nước mắm của ông. Cháu được rồi cả đó nhà. Ông có mâm rồi này. Bảo ông là rửa bát sạch cho úp vào cái kia nhá. Có muốn ăn rôn thì đem hô khứ bé cả hồ. À, cho kế không? Trứng này để gầm giường đi. Sợ chua đó nhỉ? Cháu cái yêu cầu được phần đó. À, để rồi cũng được. Cá này ông chắc phải ăn một tháng mới hết nhờ. Ừ, tuổi cá. Tao bảo nha, mình mới cả nó mà. Cho nó mà nó chạy chiêu. Ừ. Nhưng mà khai chạy chiêu. Ừ. Đây là cái gì đấy? À, vẫn cái món mẻn mén của ông. Mà... Sao nhiều con chỉ mói đi đó. Ôi, chín đô rồi. Chín đô rồi. Ông bảo gì à? Ông bảo là anh em đừng nghỉ một tí, ông nấu ít cơm cho anh em mình ăn đấy. Ông nghỉ một tí nữa, ông nấu cơm cho anh em mình ăn. Ừ. Ông bảo thế. Đúng rồi. Anh em thì nhìn một lúc là ông nấu cơm cho anh. Bình thường ông ăn được mấy bát cơm nhỉ? Hả? Bình thường ông ăn được mấy bát cơm? Ông mới còn ăn tuổi, ông 2 bát. 2 bát. Nhưng mà một ngày ông chỉ 2 bữa thôi. Thế á? Sáng thì tầm giờ này ông ăn là ông phải sáng 3-9 giờ ông nha. Đấy, thì hôm trước cũng thấy bà trưởng thôn bảo là ông ăn sáng muộn mà. 9-10 giờ ông ăn, xong đến lúc chiều ông là tầm 3 giờ ông ăn cơm tối rồi. Thế phải sáng 9 giờ ông nha. Mà 9 giờ ăn thì bữa tối, còn 7 giờ ông mới ăn bữa tối. Bà sứa này bảo ông cất đi nha. Không, mà trẻ con... Yên chỉ có cho nó con, cho con lúc nào. Ừ, cho sổ nó cả hả? Trả nó cho mình ở giao lắc khác, nó lòng cao hả?
công sở không ở nhà mà trẻ con lại vào hút ông hết của ông mấy ngày ông không ở nhà trẻ cô ở nhà cô này bỏ bảng chiếu nhá, bảng chiếu này đừng để mất đấy nhá, để lấy nó bao xong rồi trả lên tìm cho các tôi nhiều không được chỉ mua ở đây là tiếng nào rồi nhá. Ông bảo là bây giờ không cho ai hát gì nữa. Đúng rồi. Có một kiểu là trước đó thì không biết là ai về ngủ nhờ với ông xong là nôn say rượu nôn xong là ông mang đi giặt xong không mang về ông lại không để đây nữa, ông lại uống ra ông để xong một bê ở chỗ cái ô kia xong là ông lại tới ông đấy ông lại không ở nhà. Thì xong sau về không biết là mất đúng không? Không biết là ai hay gì rồi. Bảo ông là không cho người ta ngủ cùng đâu. Ừ. Đấy. Không, đấy đêm mà không có biết cái gì nó sự... Ai cũng vào ngủ cùng nó ông lạnh, được nhỉ? Nó lạnh xong là ông không khóa cửa, nó lạnh xong là nó lại chui vào. Đấy, chiếu này chiếu nhựa này anh được. Trông nằm ra nó. Ừ, ông sốc lại nó cả hộ. Đảm bảo tí là nó qua rồi này mà thế này nhá. Ừ, tê à. Thôi thế nhá, chuẩn hơn nhá, sống nhất như thế nhá. Đấy, nào bắt tay cái. Rồi. Nhá, vâng, cố gắng làm giúp ông. Vâng, ok. Nếu mà còn sau này còn tính cái đường nước về cho ông nữa thì hôm trước chị ấy cũng đã bảo rồi và chị cũng đồng ý cho rồi mà nhá. Vâng. Bên mầm non họ bảo là cho nước xong là dẫn từ bên kia sang. Đấy. Đúng rồi. Bên kia sang. Sang vòng ra đằng sau này là téc nước của ông. Thì sau này mua cho ông nếu một cái téc nước. Téc nước bé thôi mà nhỉ. Ông bé bao nhiêu? Rồi. Ông cho hoạt. Ông sinh hoạt, tắm rửa các kiểu ở đằng sau kia hết cho nó đảm bảo. Mù chê. Mù chê. Cho xanh rồi. Cho xanh rồi. Cho xanh rồi. Cho xanh. Mù chê. Mù chê. Xin chào. Thôi nhỉ, bây giờ anh em mình về nhỉ. Vâng. Đấy, thôi mình cũng có hôm nay lên đây thì cũng chết chứ trả lên cao tên ông muốn thì thật không mua cái đồ thức ăn lên cho ông. Đấy là quà của anh Giang. Và mình mua hết 300.000 là có thừa 200.000 thì mình đã đưa lại cho ông 200 nhá. Còn vấn đề thứ hai là hôm nay vấn đề chính là lên với trưởng thôn để mà làm cái nhà vệ sinh với là nhà tắm cho ông thì cũng đã xong rồi, trưởng thôn đã nhận hết rồi đấy, trưởng thôn sẽ là người đứng ra mua vật liệu các kiểu xong là thống kê hết bao nhiêu thì mình sẽ người chi trả đấy. Mua vật liệu trưởng thôn đứng là người đứng ra xây luôn cho ông cụ đấy. Qua đây thì cũng xin cảm ơn chị Hạnh này ở Hàn Quốc này, chị gửi cho 5 triệu cả chị Thanh với cả chị Dương Phan Dương đấy. Chị Phan Dương là gửi 2 triệu còn chị Thanh là gửi 1 triệu nhé đấy, giúp ông cụ làm nhà tắm nhà vệ sinh. Còn anh Quang là gửi 500.000 mua thức ăn lên cho ông Báo. Mù chê. Thôi nhá, về nhá, chủ thôn nhá, thống nhất thế nhá. Rồi, ok. Đấy, giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.